Đây là con mực mà anh chủ quán vừa vớt lên cho Hoshi, còn tươi sống luôn nè. Lật ra cho cả nhà xem nè. Đó. Này mình sẽ làm một tí nữa là nó trắng bóc hết luôn, nó chuyển màu quá. Đây nè, cho cả nhà xem nè. Vô thuyền. Đây, đây là con mực mình đã sơ chế sạch sẽ trước rồi. Bây giờ chỉ có làm sashimi cho cả nhà xem thôi. Đó. Sashimi thì mình sẽ lột da ra trước. Cái này thì đi làm món nóng, nhiều món để làm lắm. Cái nang này nè, à, thậm chí sushi làm cũng được. Nhưng mà mình chỉ lấy cái phần thịt này để làm sashimi thôi. Nó còn nhúc nhích luôn nè. Để làm sashimi thì Hoshi luôn mang theo hũ cồn sát khuẩn. Nên là sát khuẩn sạch sẽ hết rồi. Ngay cả khăn này cả nhà thấy không? Lúc nào cũng trắng tinh. Dao để cắt sashimi.